Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác của Bộ Nội vụ. Nông dân thị xã Ba Đồn tập trung thu hoạch lúa đông xuân. Phóng sự để doanh nghiệp tiếp cận với nguồn lao động. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về dâng biếu lụa, bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên yêu thương, bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình thương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nội vụ về đánh giá việc thực hiện dân chủ tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dân chủ tại xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Thời gian qua, tại Quảng Bình, việc thực hiện quy chế dân chủ đã gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần khơi dậy ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tham gia xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nâng cao tinh thần dân chủ của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, đảm bảo quyền lợi hợp pháp đối với người lao động. Hiện nay, 100% sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính. 155 trên 157 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa liên thông. 9 trên 21 sở ngành thực hiện cơ chế một cửa. 7 trên 8 đơn vị cấp huyện thực hiện một cửa liên thông hiện đại. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Quảng Bình 8 năm liền được xếp trong top đứng đầu cả nước. Quá trình xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ đã gắn kết chặt chẽ với các tổ chức đảng, đoàn thể, đồng viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Chính quyền các cấp đã coi trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, biểu dương, khen thưởng kịp thời, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Qua quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp, phát huy tính tiên phong, gương mẫu và từng bước đổi mới nội dung, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đội 589 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2017-2018. Kết thúc mùa khô 2017-2018, có 28 hài cốt liệt sĩ được đội 589 quy tập. Đội cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, tổ chức trang nghiêm lễ truy điệu, an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, tập thể cán bộ nhân viên đội 589 sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, duy trì nghiêm tính kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. Hội khuyến học huyện Bố Trạch vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tại buổi lễ, 33 suất học bổng
mỗi suất trị giá 500.000 đồng đã được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của hai xã Sơn Lộc và Cửa Nẫm. Trong đó xã Sơn Lộc 15 suất, xã Cửa Nẫm 18 suất. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm góp phần động viên, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Lãnh đạo thành phố Đồng Hới vừa tổ chức đoàn đi thăm đồng nhằm đánh giá năng suất sản lượng lúa đông xuân của một số đơn vị hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Vụ đông xuân năm nay, các địa phương của thành phố gieo trồng hơn 1.000 hecta lúa với các giống như IR35366, XI23, X21, VN20, XT2, V6. Nhờ gieo cấy đúng thời vụ, chủ động nguồn nước tưới tiêu cũng như tích cực phòng trừ sâu bệnh, nên toàn bộ diện tích lúa đông xuân của bà con nông dân sinh trưởng và phát triển tốt. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, những ngày này, nông dân Đồng Hới đang tích cực xuống đồng để thu hoạch diện tích lúa đã chín. Theo đánh giá thăm đồng, năng suất lúa bình quân của Đồng Hới ước đạt hơn 57 tạ trên 1 hecta, tổng sản lượng đạt trên 5.000 tấn. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, những ngày này bà con nông dân thị xã Ba Đồn cũng đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa đông xuân. Vụ đông xuân năm nay, bà con nông dân thị xã Ba Đồn gieo cấy hơn 2.600 hecta lúa với các giống như XI23, XT28, P6. Nhờ làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, tưới tiêu hợp lý, nên phần lớn diện tích lúa sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất ước đạt 57 tạ trên 1 hecta. Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn thị xã đã thu hoạch được hơn 1.500 hecta lúa. Dự kiến đến cuối tháng 5 sẽ hoàn thành công tác thu hoạch để bước vào sản xuất vụ hè thu. Tận dụng lợi thế của địa phương, thời gian qua xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa đã khuyến khích vận động người dân chuyển đổi các loài cây trồng kém hiệu quả sang trồng sim. Xã Cao Quảng hiện có 20 hộ dân tham gia mô hình trồng sim trên diện tích 14 hectare. Được sự hỗ trợ một phần kinh phí và kỹ thuật từ dự án SRDP tỉnh Quảng Bình, nên hiện nay hầu hết diện tích sim trên địa bàn đều phát triển tốt. Việc trồng sim tập trung hứa hẹn sẽ là một hướng đi mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần trong nỗ lực giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã miền núi Cao Quảng. Hiện nay đang bước vào mùa khô, vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được chính quyền và người dân huyện Quảng Trạch chủ trọng thực hiện. Quảng Trạch hiện có hơn 27.000 hectare đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng sản xuất chủ yếu là thông nhựa, keo lai, bạch đàn, nên nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô là rất cao. Để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, thời gian qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Quảng Trạch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể địa phương, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp, củng cố các tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, chỉ đạo các chủ rừng tích cực xử lý thực bì, làm mới, tu sửa các chòi canh gác lửa và các đường ranh cản lửa, chủ động phương châm 4 tại chỗ, kịp thời khống chế, không để đám cháy lan ra trên diện rộng. Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng vừa tiến hành thả cá thể động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Trong đợt này, có một cá thể cu ly nhỏ là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm 1B và 10 cá thể khỉ cộc, khỉ đuôi lớn thuộc nhóm 2B được quy định tại Nghị định số 32 của Chính phủ. Được biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật đã tiếp nhận 64 cá thể động vật hoang dã về chăm sóc, trong đó 34 cá thể đã được thả về môi trường tự nhiên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu về nguồn lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Tuy nhiên, nhiều lao động nông thôn vẫn quyết định đến các thành phố lớn để làm việc. Nguyên nhân là do việc tiếp cận giữa người lao động với doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Quảng Bình hiện có nhiều dự án đầu tư với quy mô lớn, tập trung ở các lĩnh vực như du lịch, may mặc, nhà hàng, khách sạn. Chính vì vậy, nhu cầu làm việc của lao động tại các lĩnh vực này là rất cao. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình tuyển dụng lao động. Mục tiêu của năm 2018 của công ty đó là phải tuyển dụng được lao động là từ là 1.500 cho đến là 1.700. Và tính đến thời điểm này chúng tôi đang còn thiếu là khoảng 700 lao động. Trong thời gian tới thì chúng tôi phối hợp các cái ban ngành, đặc biệt đó là ở các cái thị trấn rồi thị xã, rồi là huyện cũng như là các cái ban ngành ở tỉnh để làm sao đó mà tuyên truyền cho người lao động và cũng như là một số cái con em ở là các khu vực lân cận là biết đến và tìm đến với công ty. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng tiếp cận với nguồn lao động, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Bình thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động liên kết làm cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người lao động thông qua các buổi giao dịch việc làm, ngày hội tuyển dụng.
Ở các cái phiên giao dịch việc làm định kỳ mùng 2 và 16 là luôn có từ 12 đến 20 doanh nghiệp tham gia. Với là cái nhu cầu tuyển dụng khoảng trên 2 đến 300 cái lao động, và cái người lao động đến đây thì sẽ có cái nhu cầu gặp trực tiếp, tham gia phỏng vấn trực tiếp đối với các cái doanh nghiệp. Ngoài các cái phiên giao dịch việc làm định kỳ ở đây thì chúng tôi cũng luôn tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã. Một năm thì chúng tôi tổ chức khoảng hơn 20 phiên giao dịch việc làm ở các xã để mời các cái doanh nghiệp đi theo. Thì các cái phiên đó chúng tôi cũng để tuyên truyền cho người lao động để tiếp cận được các cái thông tin tuyển dụng ở sàn. Em làm ở Bình Dương ạ. Giờ em muốn về quê lập nghiệp nên là em thấy ở đây có đăng tuyển nên em tới ứng tuyển. Em thấy bữa nay là ở Quảng Bình mình phát triển du lịch, môi trường làm việc ở đây là năng động, mình sẽ học hỏi được nhiều kiến thức và mình có thu nhập. Với nguồn lao động chất lượng cao thì Quảng Bình cơ bản đáp ứng được nhu cầu về công việc. Tuy nhiên, với nguồn lao động phổ thông thì các doanh nghiệp phải mất khá nhiều thời gian trong việc đào tạo hoặc đào tạo lại. Đặc biệt trong bối cảnh Quảng Bình ngày càng có nhiều dự án, lĩnh vực mới được đầu tư, thì vấn đề tìm nguồn lao động tại chỗ gặp rất nhiều khó khăn. Vì đặc điểm là tỉnh Quảng Bình chúng ta chưa có sân gốc nào hoạt động, nên nguồn nhân lực trong cái ngành gốc thì là mới, và thực chất là rất nhiều ngành chưa có, nên là chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của chúng tôi, chưa đáp ứng được chúng ta đào tạo. Và về mục tiêu là vẫn đào tạo những cái nhân lực địa phương, thì chúng tôi sẽ phải đưa các cái nhân sự đi đào tạo ở những sân gôn đang hoạt động của hệ thống FLC. Nhưng trong cái tương lai xa hơn nữa thì tập đoàn FLC sẽ phải tuyển dụng lên đến hàng ngàn nhân sự để đáp ứng cho cái chủ trương về đầu tư và phát triển của tập đoàn FLC trong địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh việc đáp ứng số lượng lao động cho các doanh nghiệp thì tỉnh Quảng Bình cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng nguồn lao động, nhất là lao động phổ thông. Trong đó chú trọng công tác đào tạo nghề, nhất là những nghề mới, những lĩnh vực có tiềm năng là điều hết sức cần thiết. Đại hội 18 Công đoàn tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết Đại hội Công đoàn cả cấp. Với khẩu hiệu hành động đổi mới dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội lần thứ 18 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá tình hình phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018, quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và cả giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023 về tăng cường xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, tập trung chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đại hội 18 Công đoàn Quảng Bình diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình với 245 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của trên 6 vạn đoàn viên người lao động trong tỉnh về từ đại hội. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đoàn viên, người lao động và cả cấp Công đoàn Quảng Bình. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 15 tháng 5 năm 2018. Khu vực miền núi, mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 68 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 69 đến 95%. Dự báo thời tiết biển, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 m. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.